Rồi vô đi cho em làm cha. Vô đi để mưa. Thủy xin chào bà cô chú anh chị đến cùng gia đình của Thủy Sơn nha. Thủy kính chúc bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Hiện tại bây giờ trời đang rất là mưa luôn, lớn không có nước chị. Thủy mặc áo mưa cho nên nó là không có ra được cửa hàng. Giờ này là 7 giờ kém rồi cô chú anh chị, công nhân cũng về còn một đợt nữa, nhưng mà trong thời gian chờ công nhân thì mình dọn từ từ nha cô chú anh chị. Thủy đang ở ngoài chợ Quảng Việt, Củ Chi cô chú anh chị ơi, ở Củ Chi. Công nhân tăng ca hồi nãy ra cũng nhiều lắm rồi cô chú anh chị ơi, giờ là ra. Giờ là cái này là nó không đi rõ đâu hôm nay. Không là ai. Còn cái này thì bỏ vô trong cái chỗ. Giờ nó tạnh mưa một xíu rồi. Cô chú anh chị qua trời bên này nè. Đen xì xì luôn á, cô chú anh chị thấy không? Trên có đen đang kéo mưa lớn luôn á, cho nên á là mình phải nhanh tay mình dọn hàng để mình về cho kịp cô chú anh chị. Đó. Thủy vô dọn hàng. Dạ. Dạ. Giờ mình vô một từ từ hay là để một tí nữa vô thì chỉ vô kéo mình cà chua ra ngoài kia thôi. Lúc nào chị cũng mặc áo mưa đó cô chú anh chị. Lỡ may nó mưa xuống một cái là mình không có ướt được mà. Chị sẽ đẩy ra đó cho người ta thấy cà chua. Dọn bọc lên đi. Dọn bọc lên hả? Hả? Ừ, dọn đánh đi. Cà chua không có rỉ đâu chị ơi. Còn cái đó là nhiêu? 30 đúng ký á chị. Rỉ là chị không chịu hạ giá. Trời ơi, 35 á chị ơi. Hạ giá rồi. Không biết mà biết cà chua mắc rồi bữa giờ. Càng ngày càng mắc. Ừ, đúng chứ má. Người ta nói không có năm nào mà mắc cà chua. Càng ngày càng mắc. Đó. Đổ đậu nguyên luôn chị ơi. Mình á, biết đường mình dọn á cô chú anh chị nó rất là nhanh. Còn mà không biết đường dọn á nó lâu. Mà đã vậy hả? Nhìn nó lụm nhộn lắm. Đó, chị dọn nhanh lắm. Xong
phải yêu nghề chị ơi. Mình làm mình mới thấy không mệt mỏi, còn mà mình không yêu nghề đó. Mấy củ thơm với mấy cái vỏ là thôi. Màu vàng, màu xanh. Có 10.000 bọc nữa chị lấy không? Tiền đâu rồi? Đây xong rồi cô chú anh chị ơi. Rồi, đây ở trong này có cái gì? Rồi, nghĩ là xong. Cả mâm luôn đi. Thí dọn xong rồi cô chú anh chị, giờ anh Mãi anh qua anh dê xe qua đây để bắt hàng lên. Đó xe Thủy đang để đối diện Thủy luôn. Còn bên này là chị bán cá khô và bán ốc. Chị cũng mặc áo mưa như Thủy vậy. Bên này anh này anh cũng mới tháo cái tấm bạc màu trắng ra nè, anh đậy lại lúc mà mưa cô chú anh chị. Giờ nó hết mưa rồi, anh tháo cái tấm bạc màu trắng ra và cũng sắp sửa dọn về.
Anh này là anh ngồi tới 7-8 giờ lần cô chú anh chị ơi, mà đều chẳng qua mưa. Cái giờ đó công nhân mới ra mới mua được vé. Còn ở đây là ở dưới, đường ở dưới Quảng Diệp chạy lên cô chú anh chị. Dê xe của Thủy đang dê ra. Một lần anh mãi anh dê ra là Thủy rất là lo cô chú anh chị. Con. Đó, anh mãi anh dê được qua cái đường của Thủy rồi cô chú anh chị. Thủy dọn xong cái gian hàng của Thủy rất là mệt, con khổ quá trời. Có anh ở trên bán rau vườn 3 bó 10.000 luôn cô chú anh chị. 5.000 một bó, giờ anh sổ ai mua 3 bó anh bán 10.000. Giờ này cái chị bán dép, chị bán được lắm. Giờ anh mở chị bưng lên. Cái này là lá bắp cải để chị đem về cho gà. Một mình anh mãn bưng hết vô đây nè. Bưng lên xong rồi Thủy xỉ lên Thủy chắc nha cô chú anh chị nha. Mưa ướt át hết cô chú anh chị ơi. Buôn bán rất là cực luôn nha cô chú anh chị. Nhưng mà nghề của mình nó mình cảm thấy mình làm chủ mình rất là vui. Chứ mà như ai mà làm như gì là chắc phải trả giá lương cao đồ này nọ. Chứ không muốn ai làm đâu cô chú anh chị ơi, rất là vất vả luôn. Bắt đầu chị bán dép chỉ ngồi chỉ soạn cần đôi, người ta vô ta lựa ta lục tùm lum đó. Chứ ngồi chị xếp lại đôi nào ra đôi đó xong chị bỏ vô cục. Anh mãi anh bưng lên đầy đầy rồi Thủy lên cô chú anh chị. Lên chưa anh? Thủy nói với các con gái của Thủy á, cháu Thủy đồ nó nói cái nghề này rất là cực cho nên tụi con dán học hành hoặc có cái nghề nào chứ nghề này cực lắm tụi con làm không nổi, với lại con chen lắm cô chú anh chị, gia xã hội rồi con chen lắm, phức tạp. Giờ 2 giờ chồng còn ở ngoài chợ, 7 giờ mấy về rồi. Tắm rửa 8 giờ có khi không chưa ăn cơm là lý do mệt quá nằm bấm điện thoại. Nửa tiếng 8 giờ rồi 9 giờ ăn cơm, mà ăn cơm giờ đó cô chú anh chị. Mình lớn tuổi rồi mình ăn cơm tối quá cũng không được tốt. Nhưng mà cái nghề của mình phải chịu cho nên đó. Là thí dụ mà ở ngoài chợ có đói bụng cái gì đó, mà có cái gì ở ngoài chợ mua được ăn thì mình ăn luôn cô chú anh chị. Cho nên nó là nó tiện luôn. Như hồi nãy thì ăn cái nửa hộp cơm chay của chị gái rồi, cái chú chủ nhà chú cũng bữa nay cũng đi mua cơm chay cho chị gái ăn sớm 4 rưỡi. Rồi chị ăn cái hộp cơm chay nó nhiều lắm, thì ăn
chị ăn không có hết, chị kêu Thủy ăn giùm để mang tội, bỏ là mang tội. Nhưng mà mình thay vì mình về nhà mình ăn cơm, mình ăn của chị mình luôn. Hai chị em ăn một hộp, chị ăn xong rồi qua Thủy ăn. Thì ăn một mình Thủy nhiêu đó mà còn không nổi luôn á. Mà cơm nóng, canh nóng luôn á cô chú anh chị. Cái chú nhà rất quan tâm tới chị gái Thủy, rất thương. Thương chị em Thủy ở xa vô đây làm ăn giỏi, biết làm ăn, không có phá, không có cờ bạc hay là không có chân diện rồi nữa cô chú anh chị. Em lên nha. Rồi, để Thủy lên, Thủy bưng lên nha cô chú anh chị. Anh Mãi anh đem dù, đem chân dù rồi lên sạch rồi cô chú anh chị không? Về. Ngày nào cái chị lồng heo cũng đem lồng heo lên để cho chó có 30-40 gì đó cô chú anh chị, để chó nhà Thủy ăn. Thì về xong rồi thì viết sạch sẽ gọn gàng, cho nên nó chị em Thủy rất là đàng hoàng mà nề nếp mà sạch sẽ, cho nên chủ nhà rất là thương. Video của Thủy đến đây cũng dài cô chú anh chị, anh Mãi đóng cửa để đi về nhà của chú chị. Trước khi ngừng video thì xin mời cô chú anh chị cho Thủy một cái like, một lượt chia sẻ cho chú chị nào cũng thích Thủy có đăng ký kênh của Thủy nữa nha. Nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo từ video mới nhất của Thủy. Giờ Thủy chào tạm biệt ông bà cô chú, hẹn gặp lại bà cô chú clip sau.